Chào cả nhà đến với kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình làm cái lô kiến luộc sả nha cả nhà. Dưới ốc luộc sả rồi mình ăn trưa nha cả nhà. Chuẩn bị mình đi rửa sạch rồi mình luộc sả nha. Hay cả nhà nữa nè. Ốc ơi, cả nhà. Luộc ốc nè cả nhà. Ngon vô. Miếng nào vô cho nó thơm. Để cho nó thấm vào ốc nó ngon. Vừa hơn đường. Đường muối ngọt cho nó vừa ăn nha cả nhà, cho nó ngon. Ốc rồi cá lẩu kiếm mình luộc sả nữa nha cả nhà. Chỗ xào mình thôi rồi nữa. Không, để lá rồi. Để lá. Ốc mình sắp chín rồi nha cả nhà. Chút nữa cái mình luộc cá lẩu kiếm sả nha cả nhà. Đây cá lẩu kiến đây. Da đập tổn gương. Lấy dao nhẹ quá mà. Nó khử để cho nó thơm cả nhà, bán cho nó bán mùi. Đi bán luôn. Rồi cái này cái mình nhắc cái nồi ốc đó mình luộc xả con cá lẩu kiến. Rồi mình chuẩn bị mình khử cái lô kiến rồi mình nóng hay cả nhà. Hết luôn, hết dầu luôn rồi. Mình mẹ mua chai mới mà chưa thui. Mình tỏ cho nó đỡ tâm như vậy. Cho mẹ ăn hả? Mẹ ăn cơm mà. Sao chứ mẹ ăn nhiều này chắc rồi ha, biết đâu sửa lại mới được. Sửa cho nó ngang ngang để cho nó dễ chín nha cái gì. Đi sửa đi. Mình chuẩn bị mình nêm nha cả nhà. Để một đường một ngọt muối nha. Nói rồi có gì thì nêm lại cho vừa ăn luôn. Nó chín mình quay cho cái nhà coi nha.
Lên tim mà nó nghe cả nhà. Còn hôm nay ốc luộc xả nghe, xíu nữa đem ăn chung với giấy luôn. Chuẩn bị đem muối nha cả nhà. Chút bột ngọt đi. Muối nhiều mặn á. Mặn chanh. Muối tiêu chanh nha cả nhà. Này không có gan, mình đang sống luôn. Chín rồi nghe cả nhà. Rồi chuẩn bị mình đem lên mời cả nhà ăn luôn nha. Chín rồi đó nha. Chào cả nhà nha. Mình ăn tới một tiếng ăn trưa nha nha. Ý kìa. Cứ chào lại đi kìa. Bye bye. Ăn một tiếng cả nhà ơi. Con ốc rồi. Ăn một tiếng này. Trời chứ vô đi. Mấy nhà ăn tới một tiếng với ốc mình nha. Lấy mình hơi gỡ cho. Con ốc vô bữa cả nhà ơi. Mời nè, mời ngốc nè. Dạ cái nè nè. Mời ông bà cô chú ăn với cô. Lại khư rú. Mời chanh nè. Ê, bánh nè. Ý thèm móc rồi. Ê, chúng nghĩ ăn bánh nè. Chứ là muối xả mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chúng mắt hả? Không sao rồi, không sao hết rồi. Hết rồi. Cái canh văn vô mắt gì vậy? Hết rồi. Ăn lòng kiến như mình nha cả nhà. Cháu mua chanh nha cả nhà ơi. Hết rồi nha cục vườn. Con đừng có dụi nữa. Mà lỡ ăn khác cho ý ăn nha. Ốc không mập hết nha. Dạ ăn nha đi. Con nhỏ ngon. Chua ngon. Ăn cái bà út miếng cá lô kiến nè cả nhà ơi. Không, con này con nút nha. Ý ăn ốc giỏi dữ ta. Ở dĩa con. Chung đây nè. Nó phỏng cái đao rồi. Thôi đây đi vô trong cái dĩa. Cái tóc ăn mình đi tao ăn đầu cho. Nè lấy giùm con dĩa nè. Đổ dĩa đó ra kìa. Ngon. Ngon ít. Ý ăn xong chưa rồi, mày lấy ăn khác cho ý ha. Lấy ăn khác cho ý cầm ha. Dạ nóng. Ý mang ốc ngồi lấy ốc cho ý ăn. Ăn ngon quá. Thêm gút nữa. Không thêm nặng. Mấy bà cốc quá ha. Hai bà cháu ăn. Nè con. Bà, con cầm đi con ăn hết rồi con hay ăn nữa. Cáo nụ luôn rồi nha nhà. Nhỏ mà nó uống nè. Chết thôi con bự uống rồi. Bạn cứ cưới ra. Bạn cá muốn cưới ra. Mà cái nhà ăn với mình miếng cá lô kiến nha. Cá lô kiến nè. Cá lô kiến rồi. Cá lô kiến nè. Ngoại đất. Ngoại cậu hai đất. Con cá lô kiến mà ăn ba người đó. Cháu là ăn cái đít và cấp ăn cái con bự nè. Ai xung phong ăn con bự nè. Để đi. Hồi con tới đi. Con bự nhìn cho hoành tráng nha. Nhìn con ăn rỉ cho con. Để ốc. Ăn con cá. Con cá. Con cá. Nè
Em đang gỡ cá dĩ rồi nha. Đi cho mình liếm. Ốc ngon không được? Cá chỉ dần. Ừ, cá chỉ dần hả? Lóc cá rồi là ăn. Lóc cá rồi là ăn. Cái tay chân dẻ ăn chim hướng. Nè, ý xăm mình nè. Ý xăm mình cho con này không? Thôi thôi bạn ghim cho ý vậy. Này em bị ghim cho con. Thật đấy trời. Rồi con hỏi đi, chừng nào nguội rồi ăn hỏi đi. Chưa, nóng á, hỏi cho nó nguội. Ý ghét nè. Ý xích ngồi đó hà. Ngon không con? Nóng mà chứ đâu. Hơi ngượng ngượng. Thôi ăn gấp đó. Để đưa cái tâm mềm mình lấy hai trứng cá cho ăn nè. Trứng cá chà bá ăn nè. Này. Mời cô bà ăn hỏi. Mời. Hỏi đi con. Mời 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 ông bà cô chú ha. Mời con lạo cô chú ăn. Mời mời miệng. Nó lại lắm rồi miệng rồi. Nó có lòng hành thôi chứ. Chung chứng nữa hả? Các bạn nào ngủ rồi con ăn nha. Lấy chung ngủ nữa nha. Để coi có mấy con này có chín không? Đè đó. Có chín gì vậy? Ăn còn thịt nhất cho mày bỏ nha. Phải chín hả? Ăn vậy thôi. Giờ ăn vậy đó. Con này duy nhất con này có chín rồi hả? Mẹ ăn cái này có xương. Mẹ ăn mình miếng cá lô kiến nè. À, cái đầu nè. Cái đầu cái đít. Chưa có vẻ này ghê. Hà Tin chụp cái miệng cái anh Hà Tin. Miệng xong mẹ gỡ chế à. Rồi. Rồi, không rồi. Sao? Không có sao. Nè. Nóng cái gì á? Nóng. Tụi tá nó rớt đất ạ. Ý Thái à. Nè. Tụi rớt thịt chị ăn không ơn. Đây, mời. Mời. Ăn luôn, ăn ăn. Ăn ăn luôn. Sao mắm nó buồn hiu ra? Ngủ. Buồn ngủ cái gì? Ngủ rồi. Ngủ rồi, ngủ gì nữa? Con em vừa ăn mặn cá hơi lạc ha. Vừa ăn chứ không? Chưa có thấm gì. Em đó là em không múc nữa. Em có nhân nè. Nhân. Cá mặn cái nhân. Không có ăn, không, con không ăn ốc hả? Đây đây, nè. Muối nữa. Hổng mình bính chứ. Ngoại đó, ăn gì dính ngập kìa. Nè. Đủ chưa? Cái hộp con gì vô. Cái tự nhiên ăn đi nha. Ừ. Ông cho nãy con hèm. Nè. Mời ông ngồi bà ban đi. Bà ban ốc. Để cho bà ăn ốc đi. Mời bà ban ốc à. Quay mặt lại thôi. Quay cái lưng này không à. Đi ngại nha. Bà ban này kỳ quá, ngại muốn chết nữa. Mời cả nhà ăn con ốc bu của mình nghe nè. Nó ngoài ruộng mình nhóc cho luôn nè. Ồ, ồ, ngon ha. Ngồi ra nguyên con luôn rồi sao. Nhắc bỏ cái tên ngon. Nó ngon lúc đó ngon. Nhiều quá không hết. Cái ốc hứng kìa. Còn hứng rồi đâu. Ê, mời cả nhà. Đói.
cỡ. Đó. Cái này quá. Ăn như mình có ăn cả nhà ơi. Đây mà ăn con ốc mình nha. Nè. Lum. Nó ruột nó ngon. Chứ chứ mẹ gỡ. Đây, gỡ cái răng nghe biết chưa? Đó không? Con để ra. Mình để cái khác chứ nhiều quá. Mình cắt chưa hết đi. Ốc không rồi, ốc. Ốc không rồi. Nước phải cũng quá. Nhỏ nhỏ. Nhỏ. Như mình nha cả nhà ơi. Thôi đừng ăn đó con. Đây, để ý nữa đây. Cầm đó. Con nấu ha. Mà quý ơi, cái bán gì đó. Em mời cái nhà thêm cái đuôi nữa rồi mình kết thúc cái nhà. Đi bớt cái tao coi. Nên ý ăn e lệ ăn lâu kiến là bóc không à. Bóc mới gỡ được chứ sao gỡ được. Ta nóng lên nè. Ở dưới nóng. Đây. Mọi người ăn cái đuôi mình nha. Mẹ ăn cá đó. Ăn cá hả? Cá hả? Cá gì ăn nè. Mình nhá ghê à. Ăn cái đồ chứ. Ăn cái gì? Mình gửi cho. Video mình cũng dài không mình kết thúc luôn nghe nha. Cái nhà thấy hay cho mình một like một đăng ký kênh luôn nha. Bye nha nha. Cả nhà thấy kênh của mình hay cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình một like cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye nè con. Bye bye bác nha. Ý là rồi, ý mất áo rồi.